Hello hello, bonjour bonjour, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chichu YouTube Channel. Và ngày hôm nay thì các bạn vẫn đang ở trong phòng ngủ của mình. Và mình đang dọn đồ. Và mình quyết định quay cái clip này để giữ lại. Nếu như mà chẳng may mình có quyết định bán thật đi thì mình sẽ còn có một số những hình ảnh kỷ niệm của những cái em túi này. Thì đúng là hôm nay mình quyết định thanh lý túi các bạn ạ. Mình đang dọn đồ để thanh lý tất cả những cái món đồ mình không dùng nữa. Có nhiều bạn bảo là sao chị không làm một cái video clip về cái bộ sưu tập túi của chị. Thì thực ra rất là khó cho mình, bởi vì là mình sống có một thời gian rất dài mình sống ở London, rồi là trước cái mùa Covid ấy thì là mình thường xuyên đi lại ở London, thành ra mình còn rất nhiều túi ở bên London, rồi ở Hà Nội nữa, Sài Gòn nữa, thành ra là nó chưa bao giờ mình có tất cả mọi thứ ở trong cùng một chỗ cả, lúc nào nó cũng khắp nơi hết. Và ngày hôm nay thì ở Paris thì cũng có rất nhiều cái túi mà mình không dùng đến nữa. Thực nhất là ở Paris ấy, nó thật luôn, bởi vì ở Paris mặc dù là cuộc sống chủ yếu của mình ở Paris nhưng mà mình dùng ít túi hiệu nhất, bởi vì là không biết giải thích với các bạn như nào. Bởi vì là ở đây thì mình sẽ chú trọng những cái món đồ casual nhiều hơn. Hiện tại cái thời gian này thì mình xài nhiều nhất là hai cái túi này, bé xíu xíu này thôi, nhưng mà nó rất là tiện vì nó màu đen, nó mix đồ thì nó cũng dễ hơn. Nên là mình hay dùng hai cái túi này nhất. Còn lại những cái túi khác thì hầu như là mình không dùng đến. Vậy cho nên là mình mới quyết định là mình sẽ thanh lý. Mà cái lý do thanh lý ấy thì một cái lý do cao cả và nghĩa hiệp và kiểu đẹp đẽ nhất là sống tối giản các bạn ạ. Và mình có thể đưa được cái second life cho những cái em túi này, gửi đến cho những cái bạn mà các bạn ấy đang trân trọng những em túi này hơn. Và các bạn ấy, những em túi này sẽ được các bạn ấy nâng niu, quý trọng hơn là ở trong cái học tủ nhà mình. Đấy chỉ là cái lý do tươi đẹp thôi. Còn lý do quan trọng nhất các bạn biết là gì không? Để mình lấy tiền mua đồ mới. What the hell? Ok. Ok, và cái món túi mà mình ít dùng nhất ý, thì nó chính là cái em túi này các bạn ạ. Đây chính là em Capuchin Kodai của dòng thương hiệu Louis Vuitton. Đây là một cái phiên bản mini của thương hiệu. Thực ra thì màu sắc rất là đặc biệt. Thực sự luôn, em túi này mình mới xài được đúng một lần. Thực ra một phần cũng đen bởi vì mua xong cái Covid liền. Thành ra là cũng mới dùng được một lần thôi, nhưng em túi này thì chắc chắn là không bán rồi. Bởi vì em túi này sẽ là một trong những cái món đồ đầu tư của mình, các bạn biết rồi đấy. Món đồ thứ hai mà mình ít dùng nữa phải nói đến đấy chính là cái em túi nào nhỉ? Đây, em này chắc là ít dùng nhất đây. Em này thì được thực sự là rất rất ít dùng luôn. Đây. Một cái lý do mà em này mình ít dùng nhất ấy thì mình khoe cho các bạn xem. Nó là kiểu như là da Vioni ấy, thành ra là nó khá là mới. Cái này là mình mua lâu lắm rồi luôn ấy, nhưng mà nó trông vẫn còn mới luôn. Và cái này là em túi boy Chanel size medium. Thì một lý do mà mình ít dùng bởi vì nó khá là nặng. Cái dây xích này khá là nặng luôn. Nó làm theo kiểu như là khóa thì khóa giả cổ, thành ra là nó khá là nặng luôn mà màu bạc. Thực ra thì trông nó màu đỏ như này thôi nhưng lại rất dễ phối đồ và làm nổi bật tất cả các màu sắc. Kể cả là nhá, mình đeo cái túi này với cả cái áo xanh này đi. Đây là một cái áo mà mình thấy là màu sắc sặc sỡ đúng không? Nhưng mà các bạn thấy nó không phải là quá choáng đâu. Màu vẫn ok đấy. Thì em này chắc có lẽ là mình sẽ quyết định chia tay với em ý, bởi vì là khá là nặng. Nhưng mà có một điều rằng là em túi này có lẽ là một em túi Chanel đầu tiên, trừ cái em túi mà mình mua đây này, là mình mua được giảm giá ra thì không nói làm gì. Nhưng mà cái em túi này ấy là một cái em túi mà kiểu như là dòng classic mà mình kiểu bỏ tiền ra tậu. Thực ra thì cũng tiếc nhở, tại vì nó có khá nhiều kỷ niệm, giống như kiểu là một cái món đồ mà các bạn phải dành dụm rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian, xong kiểu cả công sức và hy vọng thì mới mua được nó. Mà bây giờ bán thì cũng tiếc ha. Thôi rồi, để đấy đang nghĩ lại. Nope. Sẽ nghĩ lại tạm thời là... Ok, cái túi boy đồng này nhá. Ok. Một món em túi thứ hai mà mình ít dùng nữa, đấy chính là em túi này. Cũng là một em túi Chanel. Hộp cơm các bạn ạ. Em túi hộp cơm này là một cái em túi Chanel vintage mà mình thấy rất là cưng, mà có một cái dạo là hình như là 2018 ấy, là tất cả mọi người ai cũng xài cái túi này luôn. Kiểu như nó hot lên một cách lạ lùng ấy, thì là mình cũng tậu một em. Và trông vẫn còn mới luôn. Cái em này lúc mình mua là đập hộp luôn á. Mặc dù là vintage nhưng mà đập hộp không có ai sử dụng trước mình luôn. Thẻ cạp và thông tin đầy đủ. Có một điều là cái này nó sẽ hợp với cả Việt Nam hơn là bên này, tại vì bên này nói chung là chả ai xách đồ như thế này hết ý. Mà nó không có tiện.
cái này đựng được nhiều thứ dã man mọi người ạ. Trông thế này thôi. Mình chấp nhận nhá. Mà đựng 1000 nhưng một thứ trong này ấy, cái ối rộng cực. Nói chung là kinh khủng. Thì thực ra bản chất nó là túi box mà. Mà chất nó là đựng đồ kiểu như mấy đồ kiểu như toilet này kia. Thành ra là đấy là điều đương nhiên mà nó rộng và đựng rất nhiều thứ. Mà ở Việt Nam, hồi người Việt Nam em túi tiết cực luôn. Lúc nào đi đâu mình xách em túi này. Và mình đang tính là mình sẽ mua một cái chóp. Xem đeo một cái chóp như thế nào để có thể đeo được cái này theo chéo. Ờ đúng rồi. Lý do vì sao mà mình mua cái này vì mình nghĩ rằng là mình có thể làm được một cái chóp theo cái kiểu nào đó để mình đeo. Nhưng mà cái này bé thì làm sao mà đúng rồi. Hay để từ từ mình suy nghĩ xem mình làm một cái chóp xem đeo như thế nào nhỉ. Thôi rồi. Ok, em này sẽ lại suy nghĩ tiếp vậy. Lại suy nghĩ. Em này thì vẫn còn mới lắm. Mà da của nó là da cái này này. Cái da này là da gane này này. Cho nên là nó bền kinh khủng luôn. Thích lắm, quang quật thoải mái, mãi vẫn giữ form, đồ của Chanel mà mọi người ơi. Nói chung là cũng đáng đồng tiền bát gạo đi. Ok, một em túi nữa mà mình ít xài cho đến thời điểm này ấy. Đấy chính là em túi Chanel này. Em túi này ấy thì nói thật ra lý do vì sao mình ít xài các bạn có biết không? Tại vì cái màu nó sáng quá. Đây mình cũng đang phải cho những cái này vào để cho nó giúp em giữ cái form túi ấy mọi người. Đấy, để lâu rồi bây giờ bốc cả cái mùi mà kiểu mùi cất ý. Đây. Em túi này thì là một em túi small, dòng classic small. Vấn đề chủ yếu của nó vẫn là bởi vì cái màu của nó thì rất là xinh nhưng mà nó thì chóng bẩn. Nên là nếu như ấy mà bên đằng sau này này, mọi người thấy không? Đấy. Đấy mà mình cứ mặc với cả quần jean á, là nó sẽ ấy chỗ này này, nó sẽ đen chỗ này đi này. Nên là cũng ấy, với cả thực ra cái túi này ấy thì là mình cũng xài lâu rồi nên là hơi cũ. Cái dây của nó có thứng tinh nó cũng cũ rồi cơ. Xong rồi là cái túi này đầu tiên là một túi màu beige. Xong rồi mình nhuộm nó sang thành màu hồng. Bởi vì đợt năm ngoái tất cả mọi người đều kiểu như hot hit bởi vì cái màu hồng baby này. Thành ra là mình đã đem đi nhuộm nó lại thành màu hồng. Thành ra khi mà mình đã nhuộm rồi ấy, thì tất nhiên là nó cũng không còn được giá lắm. Bây giờ bán thì bán được bao nhiêu tiền cũng tiếc nhỉ. Nhưng mà tại vì hồi đấy thích màu hồng quá mà không có tiền mua cái túi màu hồng mới mọi người hiểu không? Thành ra là phải đi nhuộm lại màu thì mọi người biết rồi đấy. Khổ ghê cơ. Đây là gọi là tội đua đòi, hiểu chưa? Đua đòi. Ok, em túi này maybe sẽ bán nhưng mà vì tôi lại suy nghĩ tiếp vậy. Bởi vì là thực ra cái màu hồng này cũng đẹp mà nó vẫn còn mới. Cái màu hồng mới thôi nhá, không phải là túi mới nhá. Thôi rồi, tôi sẽ suy nghĩ tiếp. Một cái túi nữa mà dạo này mình không dùng nữa, đấy chính là cái túi này. Đây là một cái ba lô mọi người ạ. Em túi này là một em túi nữa. Cái này là size medium của Chanel. Em túi này ấy thì thôi không bán đâu bởi vì em này màu đen classic thì kiểu gì mình cũng sẽ dùng. Dạo này ít thôi chứ còn thế nào cũng sẽ dùng đến nên thôi không bán được. Ok, em này sẽ giữ lại. Chắc chắn 100% là giữ lại. Không bán nữa. À, em túi này nữa. Đây là một em túi Balenciaga. Thì mình xác định lại với các bạn là túi Balenciaga không bao giờ có hộp nha các bạn nhá. Rất nhiều người hỏi rồi nhưng mà Balenciaga là chỉ có loose bag thôi. Không hề có hộp mọi người ơi. Mọi người đừng có thấy mà kiểu Ngọc Trinh hay đập hộp nghĩa nó có hộp không. Hộp dày đấy, mình xin hộp dày. Mình để vào cho nó đập hộp cho đẹp. Thứ hai nữa ấy là nhiều khi mà mua online ấy, thì maybe nó có cái hộp để mà kiểu như là protect cái sản phẩm thôi. Chứ túi của Balenciaga mà mua ở store là không có hộp nha các bạn. Các bạn đừng có nghĩ rằng có hộp tội nghiệp mấy người bán. Đây là một em túi City. Cái em túi này thì dòng Balenciaga thì ai cũng biết rồi đúng không? Em túi này thì có thể nói là mình không mua mà mình kiểu như là cướp thôi. Trao đổi với một bạn của mình. Thì mình đã đổi một cái túi hộp sang cái túi này của bạn ấy vì điều đấy mình đang thích màu hồng mà. Cái gì mình mới màu hồng luôn và cái túi này màu hồng cũng đẹp á. Cái mùi vẫn là mùi ở trong tủ thương ghê cơ. Mà một trong những cái lý do vì sao mình lấy cái túi này ấy bởi vì là nó kiểu như nó đeo chéo được thì rất là tiện. Cái túi này đeo rất là tiện lợi luôn. Đây mình không thấy các bạn thấy không. Thì nó sẽ kiểu như thế này này, đeo sang chéo một bên. Nghĩ sao nhở? Thực ra thì nó cũng tiện đấy mà nhất là mùa đông ấy. Thì đeo chéo cái túi này rất là tiện. Thôi, không bán. Cái này thì nào cũng có một ngày cần dùng đến. Tại vì là mình biết rằng là cái túi này mùa đông sẽ tiện hơn. Vì cái túi Chanel bé bé mà mình hay dùng này ấy,
cái túi này chỉ dùng được mùa hè thôi, chứ đến mùa đông á là không đủ để mọi thứ đâu. Bởi vì cái này nó sẽ không, cái diện tích của nó, cái thể tích của nó không đủ để đựng mọi thứ. Thành ra thôi cái này không bán nhá, cái này giữ lại nhá. Giữ lại thể nào cũng dùng đến. À, em túi này ý, dạo này mình cũng ít dùng luôn, cái Celine này này thì dạo này mình ít dùng lắm luôn ý. Mà em túi này ý, cái lúc mà mình mua nhá, là nó rất là đắt luôn. Thế sau rồi ý, bây giờ ấy là cái bây giờ ấy Celine lại còn lên giá nữa. Cho nên là cái da này này là cái da, da này là da gì ta? Vespe là da rắn. Thành ra là cái da này ý, nó sẽ kiểu như là nó thực sự luôn quăng quật thoải mái mà cái da nó bền lắm mọi người ạ. Màu trắng thế này thôi nhá, nhưng mà mình mặc đổ các loại màu bên trong, nhưng mà nhìn đây, không hề bẩn một tí nào luôn. Cái mặt này, mặt bên trong này, nhìn nó vẫn kiểu, tất nhiên là khóa thì là khóa theo kiểu là kiểu giả cổ, bên trong nó hơi cũ kiểu thế. Nhưng mà hả, đằng sau này không bẩn luôn, bởi vì nó là cái da này ấy, cái da này nó như thế mọi người ạ. Cái da này nó rất là tốt ở chỗ đấy. Trông thì cứ tưởng là khó chiều nhưng cuối cùng lại quăng quật thoải mái. Thôi, không nên bán cái túi này vì bây giờ Heidi Sliman đang lên lắm, không nên bán. Celine có lên giá nữa các bạn. Một cái túi nữa mà mình ít dùng là một chiếc ba lô. Thực ra ấy, đối với mình ấy thì cái ba lô này ấy là một cái ba lô mình có thể nói là nó thuộc dạng là đẹp nhất, cái dáng ba lô đẹp nhất đối với mình. Cái túi này ý, thì cái ba lô này ý, mình ít dùng bởi vì một lý do cực kỳ đơn giản, là mình chỉ dùng để đi holiday thôi, hoặc là đi mùa hè thôi, ít lắm luôn, ở trong thành phố mình rất ít khi dùng. Thì thực ra ấy là ở Paris mà dùng nhiều đồ logo như thế này ấy, thứ nhất thì là cũng không phải là được tôn trọng nhiều hơn đâu. Lý do như nào thì có thể mình sẽ làm hẳn một video clip để giải thích, bởi vì đấy là cái đấy là một cái văn hóa của người Pháp thôi. Thứ hai nữa là đeo những cái ba lô như này ở Paris thì nó sẽ bị kiểu như là bắt ánh nhìn của người khác và dễ bị trộm theo dõi lắm, thì thôi móc túi cứ thúng tinh. Thế đấy là lý do vì sao mình ít khi dùng cái túi ba lô này lắm luôn, chỉ khi nào mà mình đi đâu đấy thì mình hay dùng để đi máy bay hay là đi các cái chuyến weekend nhỏ nhỏ. Nên bán không ta? Khi dụng lại đi, tại vì cái túi này bây giờ mà mua mới á, mắc lắm luôn á. Cái này là mình mua kiểu dạng như vintage mà các bạn thấy không? Rõ là vintage nhưng mà hả? Màu sắc đẹp lắm luôn. Thực ra những cái em túi monogram của Louis Vuitton ấy, mình lại không thích những cái dòng mới đâu. Bởi vì là mình thích là nó phải là cái màu vàng này cơ. Mà mấy cái màu mới mua các bạn không được cái màu này, các bạn phải dùng một thời gian này nó mới ra được cái màu vàng này. Cho nên là không biết, suy nghĩ lại để sang một bên suy nghĩ nhé. Ok, cái ví này, đây là một cái ví. Tại sao mình mua nó? Bởi vì nó để được cái chứng minh nhân dân. Chứng minh nhân dân của Pháp nó hơi to so với bình thường, không nên phải để những cái ví dài như này. Nhưng mà thực sự là đây là Vivienne Westwood thì mình thích, bởi vì nó là cái ví đây này, cái chất liệu này. Thực ra là mình cũng chẳng biết là gì, chắc là bò thôi, da bò thôi, da bò, và nó có luôn cả cái lông bò ở trên này. Nhưng mà hả, bây giờ mình không dùng nữa. Ít khi lắm mới dùng ấy, tại vì bây giờ giàu quá, tôi giàu quá các bạn ơi, một đồng tiền Việt Nam nè, trời ơi tôi giàu quá. Ôi đừng đùa, cũng phải 2 triệu mấy đấy, không phải ít đâu, chết giàu quá. Đây là cái túi này, ví này chắc là trước đợt dùng ở Việt Nam nhiều á, tại vì ở Việt Nam thì mới có cái tiền dài như thế này này. Với cả ở bên này thì mình cũng dùng thẻ thôi, chứ mình chẳng bao giờ dùng tiền mặt cả, ít khi lắm mới dùng tiền mặt. Bán, túi này sẽ bán. Còn một nữa, một cái ví nữa. Một cái ví Chanel cũng lại màu hồng. Đây là lúc mua, khi mà màu hồng nó đang kiểu đập vào đầu lúc nào ngày nào. Sáng ra ngủ dậy nhìn thấy bữa ăn sáng thấy màu hồng luôn á. Thì cái này, cái ví này thì nó đựng rất nhiều thẻ. Và bên trong á là mình có thể một cái chỗ rất là nhiều giống như này đựng tiền xu. Thì nói thật ra là rất là có hiệu ích luôn ấy. Tại vì mà cái này là mình còn để vừa cả sách này. Đây, vừa cả sách, còn 2 cái sách nữa chưa để được vì chưa có thời gian sang UK này. Không sang được thì chả phải chưa có thời gian. Thì cái ví này nhưng mà thôi, ví này to lắm, thực sự thích thật ấy, vì nó để được cả được hộ chiếu. Thực ra mà nói cái này để đi máy bay rất là tiện, bởi vì mình để được cả hộ chiếu ở trong này luôn. Vừa luôn ấy, không có quyền hộ chiếu đây để cho mọi người xem, nhưng mà mình thường hay để hộ chiếu bên trong này, rồi là tiền bạc, rồi các thứ linh tinh đủ thứ, giấy tờ tùy thân để trong cái ví này, nó dày cộp, nhưng mà ít ra nó có tất cả. Đấy. Thì đấy là cái ví này, nhưng mà thôi chắc mình bán cái túi ví này.
quyết định bán rồi. Để mình dành tiền mua cái khác, mình cứ so như này mình cứ không bán thì làm nào. Còn một cái ví nữa. Cái túi này là cái túi Ngọc Trinh tặng cho mình. Thì cái túi này nó hơi nặng nên là mình ít dùng. Nhưng mà thôi, ai lại tặng quà của bạn tặng lại đi bán bao giờ. Ok. Còn một cái đồ này nữa, đấy chính là cái kính này, kính Fendi này. Thực ra mình rất, bạn để ý thì mình rất hay xài kính của Fendi. Bởi vì mình thấy nó, thứ nhất là nó hợp với mình. Thứ hai nữa là cái chất lượng kính của Fendi rất là ok luôn. Đấy, cái này á, thật tình là không biết dùng mua từ bao giờ luôn mà vẫn còn kiểu rất là tốt luôn. Nhưng mà vì mình không thích nữa thôi, mình không dùng nữa, bây giờ dạo này mình dùng ít hơn. Còn gì nữa ta? À, đây. Hai cái này dạo này mình cũng ít dùng, của Hermes. Thì nó là một cái đồng hồ 2 in 1. Đấy, một cái đồng hồ thì nó thay dây được cái một cái mặt đồng hồ này thôi. Lúc mình mua thì mua mặt đồng hồ này này. Xong rồi mình đổi mua cái bracelet này. Thì hai màu khác nhau. Một lý do vì sao mình dùng ít dùng cái đồng hồ này ấy. Chắc chẳng có lý do gì đâu. Hâm hấp vậy thôi chứ cũng chẳng có lý do gì đâu. Ừ, tính ra vẫn đẹp nhỉ. Nói chung là đồ Hermes thì mình để bao lâu cũng được. Thôi lại suy nghĩ nhá. Cái này lại suy nghĩ, cho lại tiếp tục suy nghĩ tiếp nhá. Có thể là sẽ bán đấy, có thể là sẽ bán đấy. What else? Đây. Đây là một món đồ mình ít xài. Thật tình luôn, chắc là thôi để xài thỉnh thoảng đem ra ngắm vậy. Đúng thực sự là cái này lúc nào thỉnh thoảng mình đem ra ngắm. Lâu lâu mình có đeo áo sơ mi. Lâu lâu mình có đeo áo sơ mi thôi. Nhưng mà cái này thì chắc là không nên bán. Tại vì đây là một trong những cái accessorize, một trong những cái design cuối cùng của Karl Lagerfeld. Thôi, chắc giữ lại đi. Đấy, đây là tất cả những cái món đồ mình ít dùng nhất. Thì bây giờ phải quyết định xem là có bán những em này không đây. Nhưng mà bán tiếc nhỉ. Và thực sự luôn ấy, để ở trong tủ ấy, cái mùi nó không dễ chịu một chút nào cả. Bây giờ chắc hôm nay mình mang ra phơi nắng không? À, có một điều nữa là các bạn hỏi mình là sử dụng cái gì để bảo quản túi ấy, thì đây. Đây là cái sản phẩm mà mình, đây là một cái loại cream mà mình thường xuyên mình dùng để lau túi ấy. Thì chắc là bây giờ mình sẽ phải lau những cái túi này để cho nó, thứ nhất là nó hết mùi đã, có bán hay không á, có thanh lý hay không thì cũng phải để cho các em ý kiểu tân trang các em lại. Cái này ý là phải tầm từ hôm lockdown đến giờ là mình không có xài nữa đương nhiên. Và nhét nó trong tủ nên thành ra là bây giờ nó hơi có mùi một chút. Thì phải clean nó đi rồi sẽ suy nghĩ tiếp. Các bạn comment phía bên dưới cho mình biết là ý kiến của các bạn thế nào nhé. Nên bán em nào và nên giữ lại em nào nhé. Mọi người comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Đây chắc là một cái clip hơi nhạt, nhưng mà thôi, không sao. Nó sẽ giúp mình nhớ lại những cái kỷ niệm. Nếu như một ngày nào đó mình có ý định bán thanh lý mấy game này á, thì mình cũng kiểu như là xem lại mình chắc là thấy vui. Ok. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bisous bisous.